điểm của sàng lọc trước sinh NIPT so với các phương pháp cũ. Có nhiều phương pháp lựa chọn sàng lọc trước sinh để phát hiện dị tật thai nhi như Double Test, Triple Test, NIPT, siêu âm. Trong đó NIPT vẫn đang được đánh giá là phương pháp cho hiệu quả cao nhất và sớm nhất. Bên cạnh đó, còn có các phương pháp xâm lấn như chọc dịch ối, sinh thiết gai nhau. Tuy nhiên, những phương pháp này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro cho mẹ bầu như dò dịch ối, chảy máu âm đạo, nhiễm trùng. Những ưu điểm nổi trội của xét nghiệm NIPT so với các phương pháp khác có thể kể đến. Xét nghiệm NIPT có thể thực hiện từ tuần thứ 10 của thai kỳ, giúp phát hiện sớm các dị tật và bất thường của thai nhi sớm, trong khi các phương pháp xét nghiệm sàng lọc khác như Double Test, Triple Test phải đợi đến tuần 12, 16 của thai kỳ. Việc phát hiện bất thường từ sớm ở thai nhi sẽ cho cha mẹ sự chuẩn bị tốt hơn. Phương pháp sàng lọc NIPT ra đời nhờ công nghệ giải trình gen hiện đại và mang lại nhiều ưu điểm nổi trội so với phương pháp sàng lọc khác và được đánh giá cao bởi các chuyên gia đầu ngành, sự tin tưởng của nhiều mẹ bầu. Thao tác thực hiện đơn giản, nhanh chóng, bác sĩ lấy mẫu máu của mẹ để làm xét nghiệm. Kết quả đạt tỷ lệ chính xác cao lên đến 99%. Thời gian trả kết quả nhanh, không cần đợi lâu. Qua đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng xét nghiệm NIPT nổi trội nhất với độ chính xác cao nhất so với các loại xét nghiệm khác. Vì vậy mẹ bầu an tâm với xét nghiệm NIPT nhé. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.